em, hôm nay mình sẽ giới thiệu hai sản phẩm hôm lươn. Hôm nay là hôm bảy lươn rất đẹp các bạn ạ. Hôm lươn 60 và hôm lươn 48 có hai cách để làm cái que cài. À, xin chào các bạn nha. Các bạn theo dõi video của mình nha. Đây cái que cài thứ nhất thì các bạn phải cắt giống như mình đây này. Cắt. Nói chung các bạn mà thẩm mỹ thì cắt cho đẹp. Còn mình thì cũng không được thẩm mỹ cho lắm thì cắt nó bình thường thôi. Này. Các bạn thấy không? Cắt thế này thì cắm xuống đất là nó rẻ không nổi. Mà khi các bạn bỏ hôm vào á, thì rất là đẹp các bạn này. Này, chặt luôn nhá. Nen luôn, thấy chưa nào? Các bạn thấy không? Đấy. Khi thả xuống thì con lươn nó chui vào rất là êm. Đúng không? Còn cách thứ hai, nếu các bạn không có thời gian cắt thì các bạn mua cái đùa lại rẻ tiền ấy. Loại này cũng được. Các bạn đồ dài của nó đủ 10 phân các bạn nhá. Đấy, thì các bạn bỏ một cái hôm của mình vào. Đây là hôm 60 bên mình đang bán đấy các bạn, rất đẹp mà. Hàng số 1 luôn này, hàng rất là chuẩn. Đây các bạn vào đây rất là nen nhé các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không, đấy rất là nen, không cần que cài, chỉ có que cài ở bên ngoài thôi, nó không ảnh hưởng đến hôm nên là cái độ bền của hôm được rất là lâu. Còn hồi xưa mình đan lỏng hơn nên mình xuyên qua đây thì mau hỏng hôm, thì đợt này là mình bỏ thế này thì rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, thả xuống rất là... Đây là hai cách nhé. À, hai cách để làm cái trúng lươn. Còn ngoài ra thì mình còn bán cái là hôm 48 đấy. Thả lươn bé, thả lươn khoảng 5 lạng. Còn hôm 60 thì 1 cân trở lại đấy, còn thấy không? Rất là đẹp. Nên ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình. Số điện thoại thì mình có trên kênh YouTube rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào các bạn.